Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Các anh em từ từ đợi tôi thể hiện trình độ. Tôi sẽ giả vờ làm siêu nhân. Thể hiện trình độ. Tôi sẽ giả vờ làm siêu nhân. Đồ ngu, đồ ăn hại. Ok luôn anh em, và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình lại là Ruby Day. Và vợ là mình và má là mình, với là cơ của mình mà. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với clip về Free Fire. Và trước khi bắt đầu với clip ngày hôm nay, anh em hãy nhớ là tham gia vào group Ruby Family của mình và theo dõi fanpage Ruby. Và đừng quên là follow Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình để có thể xem được những thông tin mới nhất từ mình. Rồi các bạn có thể vào group và đăng hình dìm mình hoặc là đăng những món quà tặng mình hay là ảnh này các thứ bla bla với anh em, tùy theo anh em thôi. Đấy, follow Facebook của mình để có thể mà theo dõi những hình ảnh mới nhất về mình nè, chẳng hạn vào tim cho mình đi anh em. Tìm cho mình đi, dạo này tương tác mình tục quá trời luôn. Thế à? Các anh em cũng hãy đừng quên là vào fanpage Ruby của mình để xem những hình ảnh hài hước về mình nha. Đấy thì hôm nay các anh em biết gì không? Tôi vẫn đang ngồi trong ạc của thằng siêu nhân. Và hôm nay tôi sẽ thử chơi trong cái ạc của thằng siêu nhân xem sẽ như thế nào các bạn. Lỡ đâu tôi được cái vía nào đó tôi chơi ạc của thằng siêu nhân, cái tai tôi kiểu rồ hẳn các bạn. Em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Đấy, nên tôi sẽ chơi thử đập lan kiến. Và trời ơi, cái thằng quỷ để chơi đập lan kiến mới có đồng một. Đúng rồi anh em, mà vái cái nồi thực sự chơi game đồng một thằng này nát quá trời nát luôn anh em ơi. À quên, anh em ơi, anh em đừng có report cái ạc của cái thằng ạc siêu nhân này nha. Từ bây giờ nó là của tôi rồi. Từ bây giờ nó là của tôi rồi. Anh em mà report là tôi chơi không được đâu. Từ bây giờ tôi ăn cắp luôn rồi các bạn. Nó cũng đâu có vô được nữa đâu. Có gì vui ta? Đây thì bây giờ là trận đầu tiên, là tất nhiên là mình sẽ được, bên mình sẽ được chọn vũ khí rồi anh em. Ok, từ từ để tôi sẽ chọn MB đi. Tôi bắn MB đi cho thôi. Bắn MB40 cho nó an toàn anh em. Ok, bên kia thì bên kia nhìn tim nhìn ghê quá vậy. Không biết là nó có tưởng tôi là siêu nhân thiệt không anh em. Nó quăng này. Này. Ok anh em, từ từ để tôi thể hiện trình độ. Tôi sẽ giả vờ làm siêu nhân. Thể hiện trình độ. Tôi sẽ giả vờ làm siêu nhân. Đồ ngu, đồ ăn hại. Chưa kịp giả vờ làm siêu nhân vô bị mấy anh này gặt luôn rồi anh em. Đáng sợ thiệt chứ ba. Đáng sợ thiệt luôn anh em ơi. Tôi chưa, từ từ sợ, tôi nóng tay quá anh em ơi. Tôi chưa kịp chơi làm sao cái tôi bị mấy anh này gặt rồi anh em ạ. Thấy không? Này mấy ông anh này chơi anh em cũng được anh em. Mày chơi cũng được ấy, mà sợ lắm anh em ơi. Mà thằng sao, ủa sao này nó lại chơi canh này ta? Biết thì đéo nào được. Này nó kìa, nó kìa. Ủa sao? Ui giời ơi là giời. U là trời anh em ơi. Đấy, nào. Ok, nó không biết tôi là siêu nhân. Đặt quá tên bự tờ bá siêu nhân đẹp trai. Hồng nào không biết là tôi là siêu nhân được. Ok, bây giờ tới được nó chọn vũ khí anh em ạ. Ui dồi ôi, nó chọn one shot anh em ơi. Và mình cực kỳ bắn one shot, cực kỳ là ngu si luôn anh em ạ. Đấy, mình bắn one shot cấp chi là dở nha. Hồi đó là hình xưa mình bắn one shot rất là hay. Nhưng mà bây giờ nay mình bắn one shot ngu lắm. Ok, nhưng mà không sao anh em ơi. Thất bại là tại kỹ năng. Mà kỹ năng như thế nào thì tôi không biết. Ok, không sao anh em. Đây rồi, thất bại là tại kỹ năng. Đây rồi anh em nha, từ từ nha. Một lần duy nhất cho anh em xem này. Cái sau lưng tôi này. Mày nó chơi rượt mình anh em, trời ơi. Anh em thấy không? Mình không bắn được cây này. Đâu xanh. Mình đi giỡn vậy đó. Sợ chết. Ok, tiếp tục nè anh em ơi. Trời ơi, sợ chết. Nó giỡn anh em ơi. Chứ mình sợ chó thì tự nãy mình may mắn anh bắn anh em ơi. Chứ mình cũng biết mình bắn được vậy nữa. Đâu xanh. Sợ thiệt ba. Ok anh em ơi, từ từ. Mình sẽ từ từ và chơi tợ. Mới ranh đồng mà mình đã sợ rồi chơi lên ranh huyền thoại. Tôi không biết tôi làm sao nữa.
Ui đậu xanh nó đó, bắn tôi đau quá nè. Bắn tôi đau quá trời. Bắn tôi đúng đau luôn á. Mày làm gì mày ác nhân với siêu nhân quá vậy? Tao là siêu nhân pha ke. Trời ơi, cái thằng mắc dịch này anh em. Bắn mình siêu đau luôn. Cái cây này sao mà bắn được ta? Ok anh em ơi, đây, phải giết được này. Mình nhìn vậy làm sao mà mình siêu nhân rồi anh em ạ. Mình là siêu nhân pha ke. Đấy. Thôi gì mẹ mồm mày bốc phét. Bây giờ tới lượt mình em ơi. Tới lượt mình thì mình chỉ chơi UMB thôi. Đấy. Mình là tín đồ của UMB. Mà các bạn là tín đồ của MB là mình chơi không skin với nó luôn. Chắp. Yeah. Đây rồi, từ từ. Để mình đang nghĩ. À đây rồi. Mày hả bưởi? Thôi xuất sắc mẹ luôn. Nói dễ anh em. Trời mình tưởng lúc đầu nó khó nhằn thế nào. Nhưng mà không được. Lại là cái này là mình có vía của siêu nhân rồi. Siêu nhân cho mình cái vía rồi anh em ơi. Được không sao không sao không sao. Siêu nhân cho cái vía là cũng được rồi. Còn chứ mà nó cho cái vía lót hay sao là thấy mợ luôn. Ok. Sao mày? Ui dồi. Trời ơi! Để xem cái thằng bên kia nó sẽ chơi cái súng gì anh em ạ. À, từ từ để tôi xem nó chơi. À, chơi Smash. Thằng này nó cứ... Mày đã one shot không được tao mà mày cứ chơi Smash là sao? Ôi, mình nãy giờ mình hơi... Mày ảo thật đấy. Dễ mà các bạn, mình được vía con siêu nhân mà anh em. Đấy, thế nó mới lụy. Tiếp tục thi một trận đó anh em ơi, đây. Mình lại thi một trận nữa để mình thôi, mình cài cài tí tí cho thằng siêu nhân, cho siêu nhân vui vui. Đấy, siêu nhân nó sẽ vào ảnh, nó sẽ kiểu ô, thì ra là mày. Đậu xanh nó cho mình bắn cây đúp là mình hết vui rồi. Vui rồi. Hết vui thiệt rồi. Không vui tí nào luôn á fan. Fan! Trời ơi! Ôi đã bảo là tao không biết chứ ai đúp mà nó cứ cay thực sự. Cái thằng này mình đánh súng cho đẻ trâu cho nó đẻ trứng anh em à. Đấy. Ôi trời ơi. Tao không cho mày đẻ trứng đâu con chó này. Đậu xanh. Cay thực sự các bạn ạ. Tao bảo là người ta không biết chơi a đúp rồi. Rồi người ta chơi. Là sao ấy? Bây giờ tới tao này. Okay. Đây bây giờ là mình sẽ thể hiện trình độ đi xét ago cho anh em xem nhá. Một lần duy nhất nha. Lần thứ hai thì nếu mà có thì đổi quần. Ok. Vô này. Dăm ba mấy người. Đấy, thấy chưa? Đấy, không có cái hành động gì cứ là thấy chưa? Thấy chưa? Tao nói, người ta nói là đấy. Ôi trời ơi. Người ta có vía hết mà bắn không trúng đầu là thấy mờ rồi. Ok. Mày qua đây, nhóc. Nhóc mát, mày qua đây. Mày qua đây. Mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây. Mày mày qua. Ôi trời ơi, thôi em đi, em qua đâu. Ôi trời ơi, nhóc ác này. Ok, lên luôn hả anh em. Ôi trời ơi, mày chết đi con. Con trai. Con trai của mẹ hích chơi Free Fire. Vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây. Mày vào vô. Mày vào vô, mày thế nào? Mày hích thế nào? Mày nói tao nghe coi. Nói tao nghe. Chết cha rồi anh em. Chết cha rồi anh em ơi. Rồi xong. Cái này mình từ chết cha nó gỡ kèo lại là thấy là sắp mặt luôn em ơi.
may quá cái tài khoản của con quỷ này nó có nhân vật cai, nó đỡ phế. Chứ gặp mà không có gì là phế lắm anh em. Ok, có thằng nó đặt xương năng lên gì vậy? Rồi xong mình bắn ngu quá rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, giờ mới vô đồng quên. Đây anh em thấy nhá, tiếp tục này. Ai nó chơi cái cây mắt 7 hả? À được. Ui giời. Cái thằng này, mày bị điên à? Thằng này đậu xanh anh em ạ. Thì ra mày chọn cái chết con trai. Mày chọn cái chết là mình cay quá các bạn ơi. Đấy, mình thua rồi, mình cay ghê. Cay quá. Vô nha. Lần duy nhất thôi nha anh em nha. À thì ra mày. Tôi có cái trò hay là kể là tôi bắn mắt 7 tôi không bao giờ bắn được anh em ạ. À. Vãi cái chuối thật sự, tôi không bao giờ tôi bắn mắt 7 được anh em ạ. À. Thấy nồi luôn. Hề. Hey. Ok mình bắn MB thôi đây anh em, mình chọn MB mình đắn nó chọn súng gì kệ cha đó anh em ạ. À. Ok vô này. Bắn MB anh em ơi. Bắn MB anh em ạ. À. Ok được không sao. Ba cái này, bắn ác quang này anh em. Chơi cái rạc. Còn chặn hắn thôi các bạn ơi, nhường tí có sao đâu. Đấy, thế không? Thấy không anh em thấy không? Ui giời ơi, dầm ba mấy thằng ốc quang này anh em ạ. Ok, thì chắc mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Nếu mà em thấy clip này hay, nhớ like, subscribe cho nhà đã nhiều hai bài từ như cực cơ của mình nhé. Và anh em nào mà muốn mình tiếp tục mà thử sinh vận mai vía của mình. Thực ra cái này chả có gì là cái vía cả anh em ạ. Nay mình thử bắn trong ạn siêu nhân một ngày là siêu nhân để xem như thế nào thôi. Thì còn bây giờ thì hẹn mấy vào video ngày mai, ngày khác, ngày cuối cùng, ngày cuối đời của mình hay là ngày mình 70 tuổi em nhé. Bye bye.